Thưa quý vị khán giả, trào lửa chiến sự Trung Đông đang sôi sục với ngọn lửa xung đột Israel-Hamas bùng cháy dữ dội trong những tháng qua. Trong lúc đó, một mồi lửa khác có nguy cơ châm ngòi cho cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Iran lại bùng lên. Trung Đông đang đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh có quy mô khu vực với sự tham gia của nhiều bên, Căng thẳng bắt đầu từ cuộc không kích vào ngày 1 tháng 4 nhắm vào tòa nhà lãnh sự nằm trong khu phức hợp của Đại sứ quán Iran tại thủ đô Syria, khiến một số thương lĩnh cấp cao của Iran thiệt mạng. Phía Iran cho rằng vụ việc do Israel tiến hành, đồng thời khẳng định sẽ có những hành động đáp trả thích đáng. Trong khi đó, Israel mặc dù chưa chính thức nhận trách nhiệm về cuộc không kích, vẫn đang chuẩn bị đối phó với đòn trả đũa của Iran sau cuộc tấn công vào khu ngoại giao của Iran ở thủ đô Syria. Các quan chức Israel lo ngại phản ứng của Iran có thể bao gồm việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa, tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái. Vậy quân đội của nước nào được trang bị tốt hơn cho một cuộc giao tranh quy mô lớn? Mặc dù hai nước không có chung đường biên giới, nhưng mỗi nước đều có các hệ thống tên lửa, không quân và hải quân để có thể gây tổn hại nghiêm trọng nhau nếu căng thẳng trở nên gai gắt. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi đánh giá khái quát về sức mạnh quân sự của Israel và Iran. Đầu tiên, chúng ta hãy so sánh một chút về địa lý và dân số của hai quốc gia này. Iran với tên gọi chính thức là Cộng hòa Hồi giáo Iran là quốc gia có chủ quyền tại khu vực Tây Á, thủ đô là Tehran. Lãnh thổ của Iran rộng 1.648.195 km2 là quốc gia rộng thứ hai tại Trung Đông và là đứng thứ 17 thế giới. Còn về phía Israel, tên gọi chính thức là nhà nước Israel là một quốc gia có chủ quyền tại khu vực Trung Đông, nằm trên bờ Đông Nam của địa Trung Hải và bờ Bắc của Biển Đỏ. Thủ đô là Jerusalem. Israel có diện tích 20.770 km2, đứng thứ 151 trên thế giới. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, vào năm 2023, Iran có dân số là 86.726.334 người, là quốc gia đông dân thứ 18 trên thế giới. Trong khi đó, dân số của Israel là 9.020.392 người, tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2023. Và theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc, đang đứng thứ 100 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Về quân số, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế năm 2023 ước tính, thì tổng quân số của lực lượng phòng vệ Israel là 160.500 binh sĩ, cộng thêm 465.000 quân dự bị, phần lớn được triệu tập sau ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Lực lượng trên của quân đội Israel có khoảng 126.000 binh sĩ và 400.000 quân dự bị, không quân là có 34.000 binh sĩ và 55.000 quân dự bị, hải quân có 9.500 binh sĩ và 10.000 quân dự bị. Trong khi đó lực lượng vũ trang Iran có khoảng 420.000 quân, gồm 350.000 người trong lục quân, 37.000 người trong không quân và 18.000 người trong hải quân, 15.000 người trong lực lượng phòng không. Iran cũng có lực lượng gồm 230.000 quân thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, 150.000 người trong lực lượng trên bộ, 40.000 quân thuộc lực lượng bán quân sự và 20.000 trong hải quân, và 15.000 trong lực lượng phòng không và không quân. Iran cũng có ít nhất 350.000 quân viên dự bị được huấn luyện để điều động trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Vì ngân sách quốc phòng, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã tính toán ngân sách quốc phòng của Israel vào khoảng 23,4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gần 4 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự của Mỹ. Vào năm 2022, trong khi đó Iran có ngân sách quốc phòng tương đương khoảng 6,8 tỷ đô la Mỹ trong cùng năm. Iran bù đắp cho ngân sách nhỏ hơn của mình bằng cách giảm chi phí vận hành và mua sắm vũ khí, cộng với chiến lược tập trung vào các giải pháp bất đối xứng, chẳng hạn như là chuyển đổi các tàu chở dầu cũ trở thành căn cứ nối tiền phương trên biển. Về vũ khí, cả hai nước đều có ngành công nghiệp quốc phòng nội địa lớn, cho phép sản xuất mọi thứ từ vũ khí nhỏ, xe tăng, cho đến máy bay không người lái và tên lửa. Israel đã xây dựng lực lượng quốc phòng của mình với sự hợp tác của Mỹ, trong khi Iran, nước bị trừng phạt trong nhiều thập kỷ, hướng tới việc sản xuất càng nhiều nhu cầu quốc phòng càng tốt ở trong nước. Israel có một trong những tổ hợp công nghiệp quân sự lớn nhất, đa dạng nhất và có lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Nước này sản xuất một loạt máy bay nội địa và máy bay chuyển đổi, máy bay không người lái tên lửa, radar, hệ thống tác chiến điện tử và thậm chí là cả vệ tinh. Các loại vũ khí chủ yếu trong nước bao gồm hệ thống phòng không vòm sắt, tên lửa Arrow và loại tên lửa có khả năng hạt nhân Jericho. Các loại vũ khí nhỏ sản xuất trong nước như là súng lục Desert Eagle, súng máy hạng nhẹ Negev và súng tiểu liên Uzi và xe tăng Mekava. Ngoài ra, Israel là một quốc gia được cho là có vũ khí hạt nhân. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính, thì Israel sở hữu tới 80 vũ khí hạt nhân có thể phóng từ máy bay và tên lửa. Trong khi đó, Iran được cho là có ngành công nghiệp quân sự nội địa phức tạp nhất ở Trung Đông. Trong nước, họ sản xuất một loạt máy bay không người lái trinh sát, tấn công và cảm tử, tên lửa đạn đạo và hành trình, các hệ thống phòng không và tên lửa tiên tiến như Bava, 373, khố Đát, cùng các hệ thống radar và tác chiến điện tử. Iran phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân và tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, trong khi phát triển kho vũ khí tên lửa thông thường khổng lồ nhưng lại có một con át chủ bài khác, đó là khả năng phong tỏa eo biển Hormuz vốn cơ bản là mang về cho nước này sức mạnh làm tê liệt các nền kinh tế phương Tây trong trường hợp bị tấn công bằng cách ngăn chặn 30% tổng dầu thô được vận chuyển qua đường biển. Về kinh nghiệm chiến đấu, thì trải qua hơn chục cuộc chiến tranh và nổi dậy với các nước láng giềng và với Palestine từ năm 1948, Israel cho đến nay là quốc gia có quân đội dày dạn thực tiến nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza đang chứng minh rằng khả năng chiến đấu không phải là thứ được truyền lại giữa các thế hệ và việc IDF gặp phải những vấn đề đáng kể khi chiến đấu với Hamas và các lực lượng dân quân khác, khi tốc độ hoạt động chậm hơn nhiều so với dự kiến và thương vong nặng nề nhất trong số các cuộc xung đột trong thế kỷ 21 liên quan đến Israel. Iran cũng có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể đó là cách mạng Hồi giáo Iran vào năm 1979 79 đã diễn ra cuộc xung đột tan khốc với Iraq kéo dài gần hết thập kỷ năm 1980. Trong đó có 600.000 binh sĩ Iran và 500.000 quân Iraq và hơn 100.000 dân thường, chủ yếu là người Iran, đã thiệt mạng. Trong nhiều thập kỷ kể từ đó, quân đội Iran đã có được kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều cuộc xung đột khác, từ các cuộc nổi dậy trong nước đến hỗ trợ tư vấn của IRGC cho Hezbollah chống lại Israel trong cuộc chiến Liban vào năm 2006 và cũng như là cho chính phủ Syria và Iraq trong cuộc chiến chống lại một loạt lực lượng nước ngoài hậu thuẫn và các chiến binh thánh chiến trong những năm 2010. Nếu cuộc khủng hoảng giữa Iran và Israel trở nên nóng bỏng, các đồng minh của cả hai bên khó có thể ngồi yên. Đồng minh và nhà tài trợ hàng đầu của Israel là Mỹ, nước có hàng loạt căn cứ quân sự lớn bao quanh Iran và Vịnh Ba Tư và Ả Rập, cùng các căn cứ khác ở Iraq, Jordan, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự hiện diện của Mỹ trong khu vực bao gồm cả hạm đội năm hùng mạnh, bao gồm một nhóm tàu sân bay tấn công được triển khai ở tiền phương, các lực lượng viễn trinh hậu cần khai thác ra phá bom mìn, tô ngầm và trinh sát. Mỹ đã nhiều lần sử dụng hạm đội năm trong các cuộc xung đột ở Trung Đông và Afghanistan trong suốt hai thập kỷ qua. Về phần mình, Iran có một loạt các đồng minh, nhà nước và phi nhà nước trên khắp khu vực được gọi là trục kháng chiến, bao gồm Syria, lực lượng dân quân ở iraq chính thức một phần của lực lượng an ninh iraq lực lượng hezbollah ở liban và theo một số nguồn tin thì lực lượng houthi thiện chiến ở yemen Iran cũng có đối tác là các cương quốc thế giới, ví dụ như là Nga và Trung Quốc. Ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến, nhưng có khả năng sẽ nỗ lực hỗ trợ tại các diễn đàn đa phương như là Liên Hợp Quốc, cũng như là các cấp khu vực và song phương trong khối BRICS và một số tổ chức hợp tác thương mại hàng hải, sẽ tìm cách giải quyết xung đột càng sớm càng tốt và có thể sử dụng công cụ trừng phạt bằng các biện pháp kinh tế, ngoại giao và các hình thức khác trong trường hợp xảy ra giao tranh yếu tố chính phụ thuộc vào chất lượng vũ khí và trang thiết bị quân sự. Về mặt này thì Israel có thể có lợi thế hơn Iran. Các nhà phân tích cho rằng Israel có nhiều khả năng sẽ không phát động cuộc tấn công trên bộ đối với Iran, bởi xét về mặt dân số thì Israel có hơn 9 triệu người, trong khi Iran có 86,7 triệu người. Vì vậy, Israel có thể sử dụng lực lượng không quân hoặc hải quân. Về phần mình thì Iran cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi sử dụng bộ binh tấn công Israel. Nhiều khả năng nếu có giao tranh, nước này sẽ tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự của Israel và như sự trợ giúp của phong trào Hezbollah, Hamas trên mặt đất. Đó là những đánh giá từ các chuyên gia nghiên cứu quân sự quốc tế cho diễn biến xấu nhất. Còn lại, chúng ta luôn mong rằng hòa bình sẽ được duy trì ở mọi khu vực. Trong lần hiếm hoi nhận xét trực diện theo hướng phản bác chiến dịch ở dài Gaza của Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã mắc sai lầm. Phát ngôn này dường như làm sâu sắc thêm sự giãn nứt vốn đã ngày càng gia tăng giữa hai đồng minh trong vấn đề cuộc chiến Israel-Hamas hiện đã bước sang tháng thứ Bảy. Tổng thống Joe Biden bày tỏ lo ngại về hành động của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, gọi đó là một sai lầm, đặc biệt là liên quan đến các cuộc tấn công vào phương tiện và nhân viên cứu trợ ở Gaza. Ông Biden đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình phát sóng vào tối ngày 9 tháng 4. Tôi nghĩ những gì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang làm là một sai lầm. Tôi không đồng ý với cách tiếp cận của ông ấy. Vì vậy tôi kêu gọi Israel hãy đưa ra lệnh ngừng bắn cho phép kéo dài 6 đến 8 tuần tới và tiếp viện tất cả thực phẩm, thuốc men trở đất nước. Theo tổng thống Mỹ Biden, Israel nên đồng ý ngừng bắn, cung cấp viện trợ cho Gaza trong 6 đến 8 tuần và cho phép các nước trong khu vực giúp phân phối viện trợ. Ông Biden nhấn mạnh, việc này nên được thực hiện ngay bây giờ.